Không chỉ gặt hái được nhiều thành công trong vai trò diễn viên và sản xuất phim, Trương Ngọc Ánh còn được khán giả ngưỡng mộ với cách dạy con cởi mở của mình. Nữ diễn viên luôn tôn trọng quyết định của con gái Bảo Tiên, tên tiếng Anh là Devon, cả trong sở thích lẫn định hướng nghề nghiệp của con. Dẫu vậy, Trương Ngọc Ánh cho biết bản thân vẫn có chút tiếc nuối khi con không muốn theo nghề của mình dù có năng khiếu. Devon có năng khiếu, hát được, hát rất hay, nhảy rất đẹp và diễn xuất được luôn. Hồi bé là cứ tự diễn xuất thôi. Nếu nói khóc, nói cười là làm được. Thì Ngọc Ánh nghĩ đây là một tài năng. Và rất là nhiều cô chú đạo diễn rồi thời trang là mời đi đóng phim mà mời diễn thời trang nhưng Devon không muốn. Thì mình cũng cảm thấy hơi tiếc bởi vì cháu nó có cái gen. Thế nhưng mà sau đó thì Ngọc Ánh nghĩ rằng là nên để cho các cháu phát triển tự nhiên. Nữ diễn viên chia sẻ thêm, nếu như sau này con đổi ý, muốn làm diễn viên thì cô vẫn sẵn sàng hỗ trợ và đào tạo cho con. Do đó, hiện tại cô cứ để con gái phát triển tự nhiên và làm những gì mà con cảm thấy hạnh phúc nhất là được. Bởi ở độ tuổi 15, lứa tuổi đang dậy thì khá nhạy cảm, thay vì áp đặt, Trương Ngọc Ánh chọn cách lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư, tình cảm của con. Đồng thời, nữ diễn viên cũng không giấu được sự hạnh phúc khi con gái đã trưởng thành và có mục tiêu cho riêng mình khi muốn trở thành một nhà thiết kế nội thất. Con của Ngọc Ánh thì ở thời điểm hiện tại lại muốn trở thành một nhà thiết kế nhà cửa và nội thất. Và cũng muốn là sau này con sẽ mở công ty thiết kế, con sẽ thiết kế nhà cửa, thiết kế công ty cho mẹ và con sẽ giúp mẹ. Thì Ngọc Ánh nói là ok, cái đấy con làm được, thì sau này mẹ sẽ đầu tư cho con. Thì con Ngọc Ánh nói là mẹ cho con mượn thì được, nhưng mà mẹ không chung cổ phần đầu tư với con tự làm, tức là muốn tự lập. Đấy. Thì đó cũng là một cái niềm vui, tại vì thấy con mình nó có suy nghĩ và nó trưởng thành.